Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nô ruồi tài lộc của phụ nữ trong nhân tướng học được xem là dấu hiệu để nhận biết người phụ nữ trong tương lai có sở hữu số mệnh cực tốt, giàu sang, vượt bậc hay không. Tùy vào từng vị trí nốt ruồi tài lộc xuất hiện trên cơ thể mà bạn có thể phán đoán được vấn đề tài chính của bản thân sau này. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát khám phá xem vị trí nốt ruồi tài lộc của phụ nữ là nằm ở đâu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Nốt ruồi mọc ở ngực. Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở ngực không chỉ có số phận sang giàu, phú quý, tiền chất đầy nhà mà còn báo trước về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng hết mực cưng chiều. Đây cũng là nét tướng báo hiệu đường tình duyên của chủ nhân luôn tốt đẹp, có vợ khí tốt, sẽ sinh quý tử. Nếu là nốt ruồi son, may mắn sẽ được nhân lên gấp bội. 2. Nốt ruồi ở lưng phụ nữ. Xem tướng nốt ruồi, phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở lưng dự báo sẽ có số mệnh giàu sang, phú quý, từ nhỏ được cha mẹ bao bọc, lớn lên dễ dàng, gặt hái được thành công trong sự nghiệp, tiền đồ rộng mở. Cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc, con đàn cháu đống, hưởng phúc lộc con cháu khi về già. 3. Nốt ruồi ở lông mày. Phụ nữ có nốt ruồi ở lông mày thường may mắn, phú quý, cuộc đời có nhiều quý nhân giúp đỡ, tương trợ. Họ có khả năng giao tiếp, giỏi về nghệ thuật và văn học, không phú thì quý. Nhất là với phụ nữ thì người này lại có số vượng phu ích tử. Dẫu gặp phải những khó khăn, khôn khó tưởng như đường cùng thì suốt cuộc họ vẫn tai qua nạn khỏi, may mắn ngậm nhà. Phụ nữ có nốt ruồi này còn có mệnh vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ như cá chép hóa rồng, cả đời hưởng phúc. 4. Nốt ruồi ở bụng. Bất kể là nốt ruồi ở rốn đàn ông hay nốt ruồi ở rốn phụ nữ cũng đều được coi là tướng của những người có tương lai tươi sáng, rộng mở. Hầu hết người có nốt ruồi trong rốn hay nốt ruồi gần rốn cũng sẽ có cuộc sống vinh hoa, phú quý, không mấy khi phải bận tâm đến chuyện tiền bạc hàng ngày, cả đời ăn sung mặc sướng. Đặc biệt là những người có nốt ruồi trong rốn mà nổi rõ ràng, đậm sắc, thường có vận số rất tốt. Sự nghiệp của họ đôi lúc gặp khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng họ cũng dễ dàng vượt qua được và đạt được thành quả ngoài mong đợi. Hậu vận của người có nốt ruồi càng gần rốn, càng về già lại càng an nhàn, sung sướng, không phải lo nghĩ về các vấn đề rắc rối trong cuộc sống thường ngày. 5. Nốt ruồi ở trước cổ phía bên phải. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở trước cổ, đặc biệt là ở phía bên phải, thì cả đời không phải lo chuyện tiền nong. Bởi tiền cứ hết lại có, thoải mái chi tiêu và tận hưởng cuộc sống. Phần lớn những người phụ nữ có nét tướng này sẽ lấy được người chồng có điều kiện, được yêu thương, chiều chuộng, cả đời hưởng phúc nhà chồng. 6. Nốt ruồi ở nách. Nốt ruồi ở nách là một trong những nốt ruồi phú quý, mang đến nhiều tiền tài, tài vận cho chủ sở hữu. Phần lớn phụ nữ có nét tướng này được sinh trưởng trong gia đình giàu sang, phú quý, nên cuộc sống không mấy khi phải lo toan đến chuyện tiền nong. Ngoài ra, phụ nữ có nét tướng này vận vượng cũng rất đào hoa, được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. 7. Nốt ruồi trên đỉnh đầu. Nốt ruồi ở đỉnh đầu khá hiếm gặp và đây là nốt ruồi tượng trưng cho quyền lực và vận số tốt đẹp nhất đối với người phụ nữ. Những người phụ nữ có nốt ruồi mọc trên đỉnh đầu có tướng lãnh đạo sẽ đạt được địa vị cao trong xã hội, được nhiều người nể phục. Công danh tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cuộc đời luôn được may mắn, sung túc. 8. Nốt ruồi ở cằm. Xem tướng khuôn mặt, phụ nữ có nốt ruồi ở cằm thường là người có số hưởng điền sản, nghĩa là nhiều ruộng đất, nhà cửa, bất động sản nói chung. Kinh nghiệm đúc rút cộng với nhiều nhà nhân tướng học cho biết, những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này bao giờ cũng có cuộc sống giàu sang, ấm no và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải nốt ruồi mọc ở cằm nào cũng là nốt ruồi giàu sang, phú quý. Yêu cầu da rẻ phải mịn màng, nốt ruồi không quá to, không phải là bớt và không mọc lông. Có như vậy thì người phụ nữ ấy mới may mắn về điền sản, gặp nhiều tài lộc. 9. Nốt ruồi ở chính giữa mu bàn chân.
Nốt ruồi ở lòng bàn chân là một trong những vị trí nốt ruồi phú quý của con người. Theo nhân tướng học thì nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân là tứ người phú quý, giàu sang, vượng khí dồi dào, cuộc sống sung túc, no đủ. Điều này cho thấy đây là những người rất tài giỏi và thành đạt. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, họ không phải lo lắng về bất cứ một điều gì. Công sức bỏ ra ít hơn nhưng họ luôn thu được những thành quả mà người khác phải rất nỗ lực mới có được. Ngoài ra, đây cũng là những người rất may mắn trong tình duyên. Sau kết hôn, gia đình hạnh phúc, yên ấm, cuộc sống sung túc, giàu sang, con cái giỏi giang, hiếu thuận. 10. Nốt ruồi ở lòng bàn tay. Phụ nữ có nốt ruồi ở đâu thì giàu. Phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn tay là người thông minh, tiền bạc sung túc, đạt được nhiều thành tựu khi về già. Còn người có nốt ruồi ở mu bàn tay sẽ là người rất giỏi trong việc quản lý tài chính. Hơn nữa khi kết hôn, họ sẽ là người nắm kinh tế trong gia đình và là người có tính chiếm hữu cao. Đây là nét tướng của người phụ nữ khôn ngoan, cả đời không lo thiếu tiền, ngay từ thời Trung Vận đã công thành, danh toại, tự làm đại gia. 11. Nốt ruồi ở bả vai. Xem bói tử vi, phụ nữ có nốt ruồi ở bả vai, rất giỏi trong giao tiếp, tài vận cũng vô cùng tốt đẹp. Họ là người đàng hoàng, đầu óc linh hoạt, biết nắm bắt thông tin, lại rất giỏi trong kinh doanh nên thường không bỏ lỡ cơ hội, do đó thường kiếm được rất nhiều tiền. Dù hiện tại có nghèo khó bao nhiêu, trùng vận cũng tiền chất đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ. Con cái của phụ nữ có nốt ruồi này hiếu thuận, thông minh và hết mực yêu thương cha mẹ. 12. Nốt ruồi ở tai hoặc cuống tai. Phần cuống tai, dài tai được các nhà nhân tướng học và xem tướng nốt ruồi gọi là tụ tài địa. Nghĩa rằng đây là vùng cơ thể cá biệt cực kỳ dễ đem lại may mắn và vận tài lộc cho chủ nhân. Đồng thời, cuống tai còn là đại diện cho thận khí, giúp chuyên gia tử vi phong thủy nhận diện phúc khí và điều kiện kinh tế của mỗi người. Bất kể nam hay nữ, nếu sử nốt ruồi phú quý ở cuống tai thì đều vui vẻ lạc quan, tính tình hoạt bát, ưa làm việc thiện và năng nổ giúp đỡ mọi người. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở tai thông minh, giỏi làm ăn, kinh doanh. Tuổi trẻ cho đi nhiều hơn nhận lại nên sau tuổi 35, người này sẽ dễ vượng vận quý nhân, được cấp trên trực tiếp hoặc bạn bè thân tín giúp đỡ hết lòng để thăng tiến trong sự nghiệp và tài vận. Một khi đã đưa tiền cho họ buôn bán, chắc chắn sẽ một vốn, bốn lời, sinh lãi ầm ầm. Người có dài tai đã đầy đặn, lại có thêm nốt ruồi, thường là người hiền lương, có phúc khí, hay gặp may mắn, tài vận vượng phát, sự nghiệp thuận lợi, có thể đạt được vinh hoa, phú quý. 13. Nốt ruồi ở khóe mắt. Phụ nữ có nốt ruồi ở khóe mắt thuộc tiếp người đảm đang, khéo léo chuẩn mẫu, sâu hiền, vợ thảo của gia đình. Họ luôn chăm sóc gia đình chu đáo, yêu thương chồng con hết lòng nên gia đình luôn thuận hòa, ấm êm. Đặc biệt, nếu đây là nốt ruồi son trên mặt phụ nữ, họ thường giỏi việc nước, đảm việc nhà. Dù thời gian dành cho gia đình cũng chiếm khá nhiều nhưng họ vẫn tự đứng ra kinh doanh và gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi người phụ nữ hiện đại này dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ vượt khó, vươn lên làm giàu và thành công hơn mong đợi. 14. Nốt ruồi trên đầu mũi. Trong nhân tính học, phần mũi đại diện cho tài vận con người. Tướng mũi đẹp là sống mũi thẳng, cánh mũi thon rộng vừa phải, đầu mũi tròn căng. Nếu khi sinh ra, mũi của bạn hoàn toàn bình thường nhưng lại đột nhiên xuất hiện nốt ruồi màu đen sau tuổi trưởng thành thì xin chúc mừng bạn vì đây là dấu hiệu cực may mắn. Có thể trong tương lai, tình hình tài chính của bạn sẽ trở nên tốt hơn và có của ăn, của để. Tuy vậy, nốt ruồi may mắn về tài lộc chỉ mọc ở đầu mũi nếu chưa xuất hiện. Nếu xuất hiện nốt ruồi ở cánh mũi trái thì nghĩa là nốt ruồi cát, chiêu tài dẫn lộc. Nhưng nếu xuất hiện ở cánh mũi phải thì là nốt ruồi hung, khiến bạn gặp phải nhiều chuyện hư hao, tiền bạc. Nếu có thể thì nên xóa nốt ruồi này. 15. Nốt ruồi trên trán. Tuy phụ nữ vượng phụ ích tử lại có vận đào hoa, người thương chẳng thiếu chính là phụ nữ có nốt ruồi trên trán. Những người phụ nữ này thường có tính cách dịu dàng, đảm đang, lại xuyên dáng, nên rất có nhiều người đàn ông đem lòng yêu thương. Ngoài ra, do bản tính thông minh, hiểu chuyện nên họ cũng đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Trong tương lai, đặc biệt là sau tuổi 40, những phụ nữ này vừa sở hữu gia đình hạnh phúc, êm ấm, vừa có gia sản dư dả, ổn định, sống không cần phải lo nghĩ. 16. Nốt ruồi trên cổ. Trong các vị trí nốt ruồi phú quý của nữ giới, nốt ruồi trên cổ thường chỉ xuất hiện ở những người đàn bà có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt.
Do có sự độc lập, cùng óc nhạy bén, thông minh trời cho mà tuyết phụ nữ này rất dễ thành công trong các công việc kinh doanh, tài chính. Những người này cũng có chí cầu tiến, ít khi chịu dậm chân tại chỗ nên họ cứ thấy cơ hội là nắm bắt ngay. Sự chăm chỉ, tích góp làm ăn cùng bản tính sáng dạ khiến cuộc đời của họ càng về sau càng khấm khá, có dư của ăn, của để. 17. Nốt ruồi ở miệng. Phụ nữ có nốt ruồi trên môi là phụ nữ giỏi giang, khéo léo và có tài ăn nói, tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nếu môi dưới có nốt ruồi thì người đó có chữ tín rất lớn trong mắt mọi người vì mang bản tính cẩn thận, đáng tin cậy. Còn nếu chị em có nốt ruồi gần miệng, nhất là khóe môi thì cả mạnh về tài chính, tích lũy được nhiều tài sản và hầu bao luôn rủng rỉnh. Không chỉ vậy, nhưng quý cô này còn có số mệnh may mắn, lấy chồng thì được gia đình chồng hết mực thương yêu. 18. Nốt ruồi trên má. Thông thường, nốt ruồi trên mặt phụ nữ mà xuất hiện ở phần má thì được coi là vị trí đẹp. Bởi vì phụ nữ có nốt ruồi trên má thường có tính cách khá kiêu hãnh, mạnh mẽ và phóng khoáng. Do đó, trong công việc, họ rất quyết đoán và giỏi thương lượng, đàm phán với người khác. Công việc phù hợp với những người này là làm kinh doanh, buôn bán. Sự nghiệp của họ thành công vào ngưỡng tuổi 35 trở lên. Từ 35 tuổi đổ đi, họ sẽ được sống trong an nhàn, sung sướng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.